Cũng nhằm ứng phó với dịch bệnh, tính đến 19 giờ hôm nay, đã có 54 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần đến ngày 16 tháng 2. Để bổ sung kiến thức kịp thời trong thời gian nghỉ học này, nhiều trường học đã lựa chọn giải pháp đó là dạy và học trực tuyến. Từ đầu tuần này, giáo viên trường tiểu học Archimedes Academy Hà Nội được tập huấn cập nhật bài giảng lên hệ thống. Mỗi bài học, giáo viên sẽ có phần lưu ý những kiến thức trọng tâm. Hàng ngày đều có giáo viên trực để giải đáp thắc mắc cũng như kiểm tra bài của từng học sinh. Nhờ đó, phụ huynh và nhà trường có thể yên tâm về chương trình học trong thời gian nghỉ, đồng thời đánh giá được kỹ năng tự học của các con. Việc học online là một phần trong hệ thống và tôi hy vọng là cái việc này sẽ hỗ trợ được cho các học sinh, đặc biệt là trong thời điểm này khi các bạn chưa thể đến trường. Tôi cũng rất là ủng hộ bởi vì các con vừa có thể là tiếp cận được với công nghệ mới này, vừa có thể là học tập theo đúng cái kế hoạch mà nhà trường đã đề ra ban đầu. Hiện giải pháp VNPT e-learning đã được tập đoàn VNPT triển khai tại nhiều địa phương với hơn 20 ứng dụng cho ngành giáo dục, thu hút hơn 800.000 người sử dụng. Nhờ ứng dụng nền tảng điện toán đám mây, blockchain, các trường có thể triển khai giải pháp này một cách nhanh chóng. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Sắp tới thì tôi sẽ đưa vào những cái công cụ để cho các giáo viên có thể dễ dàng hơn trong cái việc là soạn thảo các cái quay video về các nội dung về các bài giảng, cũng như theo các công nghệ SCOM, thì là những cái công nghệ nội dung cho giáo dục rất là phong phú. Nhiều đơn vị cũng mở cổng học trực tuyến miễn phí cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11, không hạn chế số lượng môn học. Những ngày qua đã có hơn 100.000 học sinh đăng ký cùng với hơn 300.000 khóa học được kích hoạt.